kiện hôm nay sau đây. Tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một người rất nổi tiếng ở giới văn nghệ cách đây 30 năm. Người muốn chúng tôi giới thiệu đó là mẹ tôi. Tôi xin hiện hân hạnh giới thiệu, xin hạnh giới thiệu nữ ca sĩ Hai Lùng. Hai Lùng sẽ đến chúng ta bài hát được mang tên Nắng Chiều.